Set thứ hai của trận công này, thứ nhất lô đài kỳ 55. Ở set 1 thì Huỳnh Thế Quang đã dẫn trước 1-0. Bây giờ là set 2. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đài chủ Cao Trung Nam. Quang giao bóng 0-2. Có một chút ưu thế cho Cao Trung Nam ở khởi đầu 4-0. Anh đã vì quá phấn khởi mà đánh không đúng. 4-1. Và 2-4. Đó. Rồi. 5-3. Mười đều.
11-10. Và 12-10. Như vậy kết thúc set thứ hai, Hùng Thế Quang đã thắng ở tỷ số 12-10, đưa tỷ số tổng cục lên là 2-0.